Xin kính chào tất cả mọi người. Thì sáng hôm nay thời tiết nắng đẹp, mình lang thang ở cái khu vực huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Thì vị trí mình đang đứng đây là thuộc cái khu vực của thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Thì mình đã nhìn thấy một cái chợ làng cũng khá là đông người. Thì sau đây mình sẽ đi vào trong chợ, mình review lòng vòng tham quan, gửi đến mọi người các bạn xem nha, những cái hình ảnh chợ làng chân quê ở tại xã Phước Hiệp. Rồi giờ mình bắt đầu đây, mọi người theo chân mình hết video này nha. Đây là cái tuyến đường ở trong cái xã Phước Hiệp, có thể đường liên xã liên thôn. Đó, đường rải nhựa rất đẹp bạn. Đây đường nhựa đây, rất đẹp. Rồi mình đang đứng trước cổng chợ đây. Đây các bạn, chợ Đại Chánh, cái tên là chợ Đại Chánh. Đó, chợ Đại Chánh tọa lạc tại thôn Đại Lễ, xã Phước Hiệp nha, Phước Hiệp tỉnh Bình Định, huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định. Giờ mình đi vào bên trong cổng chợ đây. Bây giờ là 10 giờ kém rồi, hơn 9 giờ rưỡi mà trong chợ vẫn còn người mua bán nha. Bước vào ngay cổng chợ thì thấy là các cái loại sản phẩm buôn bán ở đây như trái cây rồi rau hoa quả rất là nhiều ạ. Mặc dù nó là một cái ngôi chợ thôn thôi nhưng mà được xây dựng cũng khá là kiên cố. Giờ mình đi vào bên trong và thấy vậy. Này, trái cây quá nhiều luôn. Phía ngoài đây là người ta che, các cái tấm bạc ở đây để che nắng các bạn, che nắng. Và bên trong này bán cũng đủ thứ. Đây bán đồ đủ thứ, quần áo. Về nhà mở kênh YouTube Xuân Ánh 7X. Xuân Ánh 7X. Quay tham quan chợ. Làm YouTube á. Xuân Ánh 7X mở lên thấy cái chợ, thấy cái chợ mình. Đây là cá đây. Cá quá trời luôn. Quay mình làm YouTube á. Về nhà mở lên nha. Mở lên xem chợ. Xuân Ánh 7X. Hả? Không có. Chưa. Mới. Hả? Vô có liền. Xuân Ánh 7X. 7X, 7X, 7 chữ X á. Là thế hệ 7X á. Đây cá nè. Chợ mình đây là sáng là sớm lắm không? Sớm. Vậy bây giờ là 10 giờ. 10 giờ kém mà vẫn còn người cũng đông chứ đâu em. Hả? Xuân Ánh 7X đó. Bảy chữ X nữa. X. Đó. Đó. 1, 2, 3, 4. Đâu? Xuân Ánh số 7 rồi ít chưa? Số 7. Số 7. Đây là qua YouTube rồi đó ấy. YouTube. Cách ra. Số 7. Chữ X. Đó, đánh vô. Thầy gọi làm YouTube nó đâu có. Đánh vô có mạng chưa?
có cái con sà bạn hả? Hả? Không, không, đây đây không sao con bạn. Sà bạn con à, đây đây bấm vô đây coi. Xung vô YouTube bên chưa? Đây nè. À vô YouTube một lần. YouTube bên chưa? Vô Google. Lấy con lợi tiếp lợi. Không không không. Lấy con lợi đó đó. À. Thấy chưa? Đó là một tỷ nó lấy vô. Đánh vô xong. Anh hiểu ai tới rồi. Ai đó được không? Mà chưa không chịu lần. Ra đi về tốt. Đây đây quay ấy hả? Quay gì? Đang YouTube mà. Thấy chưa? Dấu ít nghe hết rồi, thấy hết rồi. Rồi rồi đánh vô, đánh vô chấm vô. Mẹ rồi đây nè, nãy giờ má đứng nhìn thấy rồi đây. Chấm vô đây vậy. Tiền. Đó, bấm vô. À, bấm vô. Rồi. À. À. Nhiều lắm. Còn cái đây là lát nữa mới đăng. Giờ quay, dạ, đi vô. Dạ, Xuân Anh 7X. Dạ, dạ, chị mất làm đi. Dạ, đây các bạn. Đây là hai cái tòa nhà đây. Hai cái tòa nhà chợ rất là kiên cố đó. Chợ làng ngoài rất là làm xây dựng rất đẹp không? Tham quan chợ, chợ Đại Chánh đó. Ăn qua đây rồi đây chị bán đồ rau hoa quả đây. Đâu có lên YouTube chưa? À, dạ. Làm khó lắm đâu dễ đâu, mới làm. Làm phải lâu rồi chứ. À. Nhiều quá. YouTube. Đây gian hàng của chị bán thịt đó. Thịt rất nhiều đó. Quay đưa lên YouTube. Yeah. Yeah. Chị về nhà mở rồi coi thăm cho vui chợ mình. Bạn thấy không, chợ làng mà xây dựng cái tòa này nữa, hai tòa nhà kiên cố luôn. Bạn thấy trời mưa thì di chuyển vào trong này nó không phải sợ ướt. Đây chị quá à, quay thông quan chợ làm YouTube á. Hai tòa chợ. Dạ đi tham quan chợ của mình đây. Dạ. Dạ đâu giúp Quy Nhơn lên mà. Dạ. Vô hết rồi, vô hết nãy giờ quay hết rồi. Tham quan. Quay bánh trái nữa chứ hả? Dạ. Quay rồi mà. À, cho đây bán toàn vải không không? Đây chị bán vải đây. Nhìn chung thì cái chợ thôn chợ làng này đồ đạc các loại hàng hóa thì bán cũng tương đối. Thì chợ này họp rất sớm mà bây giờ cũng đã trưa rồi cho nên là cái người mua thì thấy có vẻ là ít thưa, còn người bán thì rất là nhiều. Mà rồi giờ mình đi ra đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, giờ mình đi ra nha. Vâng, thì từ sớm đến giờ mình cũng đã quay lòng vòng, mình review cái chợ làng này. Bây giờ mình xin kết thúc ở đây nha. Quay đi, quay đó. Dạ, quay rồi. Để tối nay về nhà mở lên xem nha. Rồi mình giờ mình đi ra lại cổng chợ.